Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe hồi ký Người lính địa phương quân và nghĩa quân của tác giả Nguyễn Văn Quang do Nguyễn Tài diễn đọc. Tôi sẽ không kể cho các bạn nghe những trận đánh hào hùng của các binh chủng nhảy dù, thủy quân lục chiến, biệt động quân, biệt cách dù hay các sư đoàn bộ binh thiền chiến. Tôi muốn kể đến các bạn nghe về cuộc sống của các anh lính chiến địa phương quân và nghĩa quân mà tôi là một trong những người lính chiến ấy. Từ trước tới nay, khi nói tới lính chiến đánh giặc hay là nói tới lực lượng trừ bì, mà họ quên rằng những người lính địa phương quân và nghĩa quân cũng đổ xương máu của họ cho đất nước Việt Nam và họ cũng chịu đựng gian khổ như người lính tổng trừ bì, mà có khi còn cực hơn nữa. Câu chuyện bắt đầu. Sau khi mãn khóa ở trường sĩ quan Thủ Đức với 14 ngày phép và 2 ngày phép từ cấp cho hắn, hắn bắt đầu giã từ cha mẹ, vợ con và lên đường ra đơn vị. Trời tờ mờ sáng là hắn bắt đầu ra bến xe chuẩn bị về Phan Rang, một nơi mà hắn chỉ hình dung khi coi phim một tuần trước lễ mãn khóa. Đây là quê hương của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Lúc đó, hắn thấy cảnh chiếu trên cine sao mà hấp dẫn, dễ thương và bình yên quá. Hắn tự nghĩ chọn về nơi đó có đúng như ý mong muốn của hắn chăng? Mặc dù chú của hắn là Tổng Thanh tra Quân đoàn 2 đã dặn hắn là chọn về tiểu khu Pleiku và chức trưởng ban tổng quản trị tiểu khu dành cho hắn. Như vậy là chữ thọ an toàn như mong ước của cha mẹ hắn. Ngày chọn đơn vị, hắn đầu thứ 112 trên 1080 người. Nếu hắn chọn những tiểu khu gần hay Pleiku thì quá dễ, nhưng hắn không chọn, mà hắn lại chọn Phan Rang, quê hương của Tổng thống, chỉ vì cảnh đẹp nên thơ. Ôi, ý nghĩ của một tân chuẩn úy sữa vô tư như vậy đó các bạn. Và cuộc sống gian lao bắt đầu. Tới Phan Rang gần 1 giờ trưa, hắn hỏi thăm dân chúng tiểu khu Phan Rang nằm chỗ nào. Hắn gọi xe ôm chở tới tiểu khu Ninh Thuận và chuẩn bị vô trình diện đại úy trưởng phòng tổng quản trị. Tới tiểu khu, hắn chỉnh lại quân phục đàng hoàng với lon quai chảo đen trên cổ áo. Tay phải mang phù hiệu quân đoàn 2, trông hắn cũng oai ra phết đấy chứ. Cho hắn khen bản thân mình chút nhé các bạn. Vào phòng tổng quản trị sau một màn trình diện đại úy trưởng phòng, ông hỏi: "Tại sao giờ này chuẩn úy mới trình diện tiểu khu?" Hắn viện lý do: "Thưa đại úy, ba tôi bệnh nên tôi nán lại 2 ngày lo cho ông." Ông đại úy trưởng phòng nói: "Tất cả các chuẩn úy đều trình diện 2 ngày trước rồi và đã ra đơn vị, còn chuẩn úy ra sau chỉ còn đại đội 129 địa phương quân ở Bỉnh Nghĩa mà thôi. Bây giờ chuẩn úy đi xuống quận Thanh Hải là có lính đại đội ra rước về đơn vị." Hắn cảm ơn đại úy trưởng phòng và rời khỏi tiểu khu, đón xe ôm đi xuống quận Thanh Hải. Tới nơi gần 5 giờ chiều, hắn thấy một anh lính địa phương quân đang đứng bên xe ôm chờ hắn. Vừa thấy hắn, anh lính chạy chào hắn và hỏi: "Có phải chuẩn úy về đại đội 129 không?" Hắn trả lời: "Phải." Anh lính nói: "Em tên là Tư, ra rước chuẩn úy đây." Hắn ngồi sau xe ôm, anh Tư này chở hắn đi qua những làng mạc, càng lúc chạy dần về phía núi. Có những lúc hắn và anh lính này phải đi bộ vì sình lầy và nước ngập. Sau cùng qua một làng chàm thì tới nơi đại đội hắn đóng quân. Vào tới cổng trại, hắn thấy một trung úy còn trẻ, tự giới thiệu tên là Xám, đại đội trưởng, và một thiếu úy tên Hiển, đại đội phó,
và một chuẩn úy cao ráo đẹp trai tên Minh tự giới thiệu trung đội trưởng trung đội 1, khóa 12 Đồng Đế. Một chuẩn úy mang phù hiệu khóa 2, năm 73, tên Tính, tự giới thiệu trung đội trưởng trung đội 2. Và một thiếu úy tên Độ là trung đội trưởng vũ khí nặng. Còn trung đội 3 và 4 chưa có trung đội trưởng, chỉ có trung sĩ nhất xử lý thường vụ trung đội thôi. Sau khi cơm nước xong xuôi, ông trung úy nói: "Chuẩn úy về trung đội 3, bước đầu có gì thắc mắc thì hỏi trung sĩ nhất Hùng." Hắn theo trung sĩ nhất Hùng về trung đội 3. Về tới trung đội, hắn thấy lính đã mắc võng trong hầm cho hắn rồi. Tới nơi, hắn leo võng và nằm ngủ thẳng cẳng cho tới sáng, để mặc cho trung sĩ nhất Hùng bố trí quân canh gác. Ngày đầu tiên của hắn như thế. Sáng hôm sau thức giấc, trung sĩ nhất Hùng rủ hắn xuống làng Chàm uống cà phê. Làng Chàm Bỉnh Nghĩa cách đồn của đại đội 129 địa phương quân khoảng chừng 500 mét. Trung sĩ Hùng bảo bọn lính trung đội 3 đi theo vài người, mang theo súng đạn cá nhân, và sau đó cả bọn đi bộ xuống làng Chàm. Họ dẫn hắn tới ngôi nhà tương đối khang trang nhất làng. Họ nói đó là nhà ông trưởng làng làng Chàm. Vô tới quán chỉ có vài ba bàn và mấy cái ghế. Chắc có lẽ ít khách thăm viếng. Cả bọn tìm bàn lớn cùng ngồi với nhau, gọi cà phê uống và ăn sáng bằng bánh mì ốp la. Đang uống cà phê thì trời mưa lớn. Trung sĩ Hùng nói với hắn vùng này mỗi lần mưa có lẽ chừng vài ngày luôn. Cà phê được đem ra bởi ông chủ quán, vì quán nhỏ và ít khách. Ông chủ làng Chàm vừa là chủ vừa là bồi bàn luôn. Bưng ly cà phê lên uống. Nước cà phê vừa vô tới cổ họng hắn là hắn muốn mửa ra liền. Trời ơi, cà phê ngoài đường ở Sài Gòn còn ngon hơn nhiều. Lúc bấy giờ, hắn cảm thấy những ngày bình yên ở Sài Gòn đi học, đi tán gái, coi cine, dạo chơi trên đại lộ tự do, uống cà phê gần rạp Rex nghe nhạc Trịnh, thật là thần tiên. Bây giờ hắn mới cảm thấy mắc nợ ân nghĩa của người lính chiến nằm bờ ngủ bụi, đổ xương máu hy sinh hạnh phúc gia đình, làm bổn phận một người lính chiến, gìn giữ an bình cho nhân dân. Bỗng nhiên hắn cũng cảm thấy hãnh diện lây. Dù sao hắn cũng bắt đầu là một người lính tác chiến, đang làm bổn phận của mình, mặc dù chỉ là ngày thứ hai ra đơn vị. Nhìn thấy bản mặt hắn như vậy, trung sĩ Hùng hỏi: "Bộ cà phê dở lắm hả chuẩn úy?" Hắn gật đầu. Hắn hỏi: "Ở tỉnh này có chỗ nào cà phê ngon không?" Trung sĩ Hùng trả lời: "Có quán cà phê Hương của Trung tá Tiến tham mưu trưởng tiểu khu và cà phê Tùng của Trung tá Ba là nơi các sĩ quan tiểu khu thường ra uống. Khi nào rảnh chuẩn úy hỏi chuẩn úy Minh trung đội 1 là biết." Thầy trò ngồi tán dóc cho tới 11 giờ trưa thì phải đi về đồn, dù rằng trời mưa tầm tã trên đường về đồn. Nếu ai từng ở vùng quê thì biết cảm giác lầy lội và dơ bẩn của phân bò, dê, trâu, ỉa ngoài đường và nó hôi thối như thế nào. Đồn hắn thì gần làng Chàm nên đại đội hắn hưởng trọn mùi hôi thối đó. Về tới đồn, trung úy xám mời hắn ăn cơm, nói dùng cơm cho nó oai, chứ chỉ có cơm và cá khô nướng. Hắn thấy bọn lính cũng ăn như thế, không phải sĩ quan là ăn uống sướng hơn lính đâu. Lính tác chiến là như thế đó. Trong bữa ăn, trung úy xám nói ổng là sĩ quan sư đoàn 23 về, còn trung úy Hiển và trung úy Độ là thuộc địa phương quân. Họ mang thẻ quân nhân màu đỏ, còn chúng tôi, các sĩ quan sư đoàn thì mang thẻ màu vàng. Bọn hắn nói chuyện và ăn cơm rất là vui vẻ. Sau đó hắn về lại vị trí đóng quân của trung đội 3 của hắn và bắt đầu những ngày tháng gian khổ của người lính chiến địa phương quân. Sáng thứ sáu đầu tuần của tháng 11 năm 1973,
đó là ngày đầu tiên hành quân của một chuẩn úy búng ra sữa, không kinh nghiệm chiến trường. Từ sáng sớm, một người lính mang súng đạn dùng xe Honda chở thiếu úy Hiển, đại đội phó, đi tới quận Thanh Hải nhận phóng độ hành quân. Khoảng 10 giờ sáng thì thiếu úy Hiển về tới đồn. Trung úy Sám, đại đội trưởng kêu các trung đội trưởng lại và mỗi người nhận địa điểm hành quân đóng chốt. Các trung đội trưởng về lại chỗ trung đội của mình đóng và báo mọi người chuẩn bị hành quân. Đầu tiên, hắn gọi trung sĩ Nhất Hùng và chỉ địa điểm trong bản đồ mà trung đội sẽ đi tới địa điểm hành quân. Vừa nhìn địa điểm trong bản đồ, trung sĩ Nhất Hùng nói: "Tôi biết địa điểm này, chuẩn úy đừng lo." Hắn nghe nói vậy cũng yên tâm. Và sau đó hắn nói trung sĩ Nhất Hùng tập hợp trung đội 3 lại và hắn kiểm tra lại vũ khí, đạn dược và lương thực cho 3 ngày hành quân. 11 giờ sáng thì trung đội hắn bắt đầu di chuyển. Trung đội hắn có 3 tiểu đội. Tiểu đội 1 của trung sĩ Thành Sẹo chỉ huy gồm 11 người. Tiểu đội 2 của trung sĩ Lượm cũng được 11 người. Còn tiểu đội 3 của hạ sĩ Nhất Quảng chỉ huy gồm 10 người. Còn hắn thì có một truyền tin mang máy PRC-25 tên Dùm và y tá tên Năm. Còn thằng Tà Lọt tên là Tư mang lương thực cho hắn. Hắn nói lần đầu đi hành quân thì theo thứ tự từng tiểu đội 1, 2, 3. Sau đó sẽ thay phiên nhau sau những lần hành quân khác. Hắn bảo lính đi ngoài đồng trống thì mỗi người cách nhau 10 mét để tránh pháo kích chết chùm. Chào ôi, dùng con mắt thường thì thấy dãy núi mật khu 19 gần, mà sao hắn dẫn trung đội đi gần 2 giờ. Cái khốn nạn cho hắn là hắn lội hành quân ở vùng 2 mà lại mang đôi bút đờ xô từ trong quân trường Thủ Đức. Cho nên vừa bắt đầu leo lên núi là hắn cứ vấp té mãi, làm lính cười quá trời. Trung sĩ Nhất Hùng bảo hắn kỳ sau chuẩn úy nên mua đôi giày máp của Mỹ mà đi, chứ đi bớt đờ xô lội núi không được đâu. Leo lên nửa đồi, hắn không biết bao nhiêu lần trèo lên lại té tuột xuống, làm bộ trai di mới muốn rách luôn. Mồ hôi thì đổ ra mặc dù trời không nóng. Khi leo lên tới đỉnh thì hắn hết xí quách luôn. Có lẽ hắn còn chất thư sinh trong người hơi nhiều. Bây giờ thì hắn thấm thía những bài học hành quân trong quân trường, đi bộ vài ba cây số lèo tèo trên con đường bằng phẳng mà hắn còn cảm thấy mệt, huống chi là leo núi cao. Sau một lúc nghỉ mệt và nhìn địa thế của núi, hắn bắt đầu phân công mỗi tiểu đội một phía phòng thủ và canh gác. Hắn phân công giống như hình tam giác, còn hắn và ba người Tà Lọt, y tá, truyền tin thì ở giữa. Hắn dặn mật khẩu cho các tiểu đội. Khi ổn định vị trí xong xuôi, hắn gọi máy PRC-25 báo cáo tình hình cho Trung úy Sám, đại đội trưởng. Trung úy Sám dặn hắn, nếu có bị tấn công thì gọi cho ổng liền. Khi vừa tới nơi là thằng Tà Lọt văng võng và nấu cơm liền. Cả bọn ăn cơm chung, cũng lại cá khô và cơm thôi. Họ phải ăn trước khi trời tối, vì trời tối đâu thấy đường, vả lại cũng không thể đốt đèn hay dùng đèn pin soi được, vì đó là điều tối kỵ nhất. Những bài học trong quân trường mà các ông thầy là những sĩ quan tác chiến từ những đơn vị thiện chiến về đã giảng dạy cho bọn hắn. Những thằng sinh viên sĩ quan mặt còn non chẹt, hỉ mũi còn chưa sạch. Hôm nay hắn nhớ lại và hắn nói với lính hắn không được làm cái gì có ánh sáng trong đêm tối, vì việc cộng có thể thấy và bọn nó sẽ pháo kích. Hắn còn hâm, nếu tên lính nào mà hắn thấy làm tỏa lộ ánh sáng và nói chuyện thì biết tay hắn. Đêm đến, nằm trên võng, hắn thấy ánh sáng mờ xa trước mặt. Đó là thành phố đang lên đèn, trông rất đẹp, vì trời rất trong. Hắn đoán giờ này thiên hạ đang đi chơi, nhảy đầm cuối tuần,
hay chui vào các quán bar nhậu cho say, hay vào quán cà phê nghe nhạc. Và tự dưng hắn nhớ câu nhạc: khi vũ trụ lên đèn, thành phố ngã nghiêng, men rượu say mềm. Tuổi thơ đi hoang, từng đêm trốn ngủ, phần ba tuổi đời hoang phế sau lưng. Hắn cảm thấy lạnh, vì trên núi gió thổi, và cái lạnh của núi rừng vùng hai làm buốt thân người của hắn. Hắn cố chịu đựng, hắn đâu dám than vì tự ái. Sợ những người lính của hắn đánh giá thấp về cấp chỉ huy, không biết chịu đựng gian khổ. Hắn cảm thấy thèm điếu thuốc cho lòng bớt lạnh, nhưng hắn không dám, vì hắn biết nếu hắn không chịu đựng được mà hút đốt thuốc thì rất nguy hiểm cho trung đội. Bật hột quẹt lên thì dễ, mà sao tay hắn cảm thấy quá nặng. Hắn biết chỉ cần ánh sáng lên là Việt Cộng sẽ pháo vào chỗ hắn và binh sĩ của hắn ngay. Đang ở trong điểm mật khu Việt Cộng mà. Hỡi những người bạn sống trong thành phố, trong khi các bạn đi chơi, dạo phố, nghe nhạc nhậu nhẹt, ngủ yên ổn không nghe bom đạn, có bao giờ các bạn có nghĩ gì giờ này có những người lính chiến đang nằm trên núi cao, trên đầm lầy sình động, đang thức canh gác giữ vững sự tự do, yên ổn cho các bạn. Họ đang chịu đựng sự giá buốt của cái lạnh lẽo, gió thổi cắt da, đĩa đeo hút máu. Có người ngập nước vì trời mưa tầm tã, vẫn phải canh gác không dám bỏ vị trí phòng thủ mà tìm nơi trú mưa hay tìm một chỗ núp nào đó cho riêng họ. Vì họ biết nếu họ bỏ vị trí đó chỉ một tích tắc thôi, mọi sự sẽ đổi khác và nhiều sinh mạng sẽ mất. Sao không hát cho người giết giặc trên cầu, khi buồn lầy còn pha sắc ao xanh, trong khói súng xây thành, mắt cuồng thân mất ngủ, tàn đêm khói lửa giờ chỉ cần hai tiếng mên anh. Tôi không phải là nhà văn, nên không có những câu văn hay để diễn tả gian khổ của người lính chiến. Tôi chỉ là một sĩ quan cấp thấp của binh chủng địa phương quân và nghĩa quân. Và tôi chỉ biết diễn tả sự gian khổ của các binh sĩ địa phương quân và nghĩa quân mà họ đã anh dũng chịu đựng từng giai đoạn, mà tôi cùng họ chia sẻ sự đổ máu, sự sống còn, sự sợ hãi và chịu đựng gian khổ cùng nhau, không phân biệt giai cấp, sĩ quan hay binh sĩ, hay binh chủng nào đó. Và đó là ngày đầu tiên của một sự gian khổ, bắt đầu của một thằng chuẩn úy sữa của tôi. Đầu tháng 12 thì có sự thay đổi về đại đội trưởng, con đĩa của đại đội hắn. Đại đội hắn mang phù hiệu nền xanh và gạch vàng vắt chéo, nên hắn gọi đùa là đại đội con đĩa. Và người mới về thay là đại úy Tôn Thất Kỳ, mới vừa tốt nghiệp khóa bộ binh cao cấp. Ông này từng làm trung tâm trưởng trung tâm hành quân tiểu khu và từng là đại đội trưởng đại đội trinh sát sư đoàn 23. Với những kinh nghiệm như thế, hắn không hiểu tại sao ông ta bị điều về làm đại đội trưởng đại đội con đĩa của hắn, giống như là bị đì vậy. Sau này đại úy Kỳ làm tiểu đoàn trưởng 280 thần sói gần 1975. Ngày bàn giao đại đội con đĩa giữa trung úy Xám và đại úy Kỳ chỉ trong buổi sáng. Sau đó một màn giới thiệu các sĩ quan trung đội trưởng với đại úy Kỳ. Rồi các sĩ quan trung đội lại về chỗ đóng của trung đội họ. Ba ngày sau, đại đội con đĩa phải hành quân ở quán thẻ thuộc quận An Phước. Nhiệm vụ là bảo vệ trung đội pháo binh diện địa. Đại đội hắn phải bảo vệ vòng ngoài cho pháo binh của trung úy Minh, trung đội pháo binh. Đóng ở trong rừng gần chiến khu đông mật khu, nên ai nấy phải cẩn thận canh gác. Mặc dù trời mưa tầm tã không ngớt từ ngày di chuyển cho tới nay gần một tuần, đã có bốn người lính thuộc đại đội hắn phải chở đi bệnh viện quân đội ở tiểu khu vì bị sốt rét. Lần đầu tiên hắn thấy lính bị sốt rét, mặt mày xanh dờn,
môi tím, mắt lờ đờ. Luôn kêu lạnh quá, mặc dù đắp nhiều chăn vào mà vẫn kêu lạnh. Miệng thì run cầm cập. Nếu người lính bệnh 2 ngày thì phải di chuyển, hay sốt cao, y tá đại đội tiêm thuốc vẫn không hết, thì chở đi bệnh viện ngay, không thì họ sẽ chết. Cái cực nhất là phải khiêng người bệnh từ trong rừng ra tới quốc lộ 1, vì xe cứu thương chỉ tải thương ở quốc lộ 1. Họ không thể lái xe vô rừng tải bệnh nhân. Lúc này là mùa mưa, nên trời mưa tầm tã. Hai người khiêng cán, một người lạnh thấy mẹ, và người thì ướt át, thân thể thì hôi rình. Sĩ quan lính tráng đều như nhau. Họ là lính địa phương quân và nghĩa quân, nên họ không có trực thăng tải thương như sư đoàn. Mọi thứ đều là khiêng cán cứu thương. Bạn thử tưởng tượng là hai người lính vai mang vũ khí, khiêng cán cứu thương và thêm vài người lính đi bảo vệ gần hết tiểu đội. Họ phải đi dưới trời mưa tầm tã, đi lầm lũi 7 đến 10 cây số trong rừng, đi khoảng gần 2 giờ. Đôi khi trượt lên té xuống vì đường đi trong rừng vùng có nơi cao, nơi thấp. Tải thương xong rồi lại phải lội bộ vô rừng lại. Những cái cực khổ này không phải là lính chiến thì không bao giờ hình dung ra sự cực khổ như vậy. Đóng quân ở trong rừng gần quán thẻ được một tuần, thì ban đêm hắn nghe tiếng cà ùm của cọp. Bà mẹ nó, từ nhỏ tới lớn ở thành phố Sài Gòn sướng quá trời. Có thấy ông 30 ở sở thú trong chuồng, chứ ai nghe tiếng ông cọp ở ngoài bao giờ. Nếu có nghe thì sợ vải đái ra quần luôn. Hắn cũng vậy, nằm trên võng nghe tiếng cà ùm rất gần. Từ lính tới quan ai cũng sợ cả. Mặc dù ban đêm kéo hàng rào kẽm gai phòng thủ ở ngoài mỗi trung đội, nhưng ai nấy cũng sợ vì nghe con cọp nó chạy vòng chung quanh mà ớn. Hắn sợ nên niệm Bồ Tát Quan Thế Âm luôn miệng, mà đêm thì không dám ngủ. Sáng hôm sau, hắn dắt trung đội 3 đi tuần. Ra tới ngoài hàng rào kẽm gai, bà mẹ ơi, hắn và lính đều thấy nhiều dấu chân cọp. Nhìn dấu cọp, thầy trò hắn xanh mặt. Việc cọng thì không sợ, vì còn thấy và có thể bắn nhau. Còn cọp, biết nó ở chung quanh mà không thấy nó, cái đó mới đáng sợ. Vì không biết lúc nào nó nhảy ra vồ lấy mình. Nội tưởng tượng như vậy mà thầy trò hắn xanh mặt, phải không các bạn? Hắn cũng vậy, một tuần lễ trôi qua, tối nào cũng nghe tiếng cà ùm như vậy. Cả đại đội hắn ăn ngủ không yên. Cả quan lẫn lính đều cầu mong lệnh hành quân mau hủy bỏ. Lúc đầu cả đại đội cứ tưởng cọp có một con. Nhưng mấy người lính lâu năm nói vùng này có hai con cọp lận. Một con còn sợ thấy mồ, nghe nói hai con làm hắn và bọn lính còn sợ hơn. Hắn hỏi đại úy đại đội trưởng làm sao bây giờ. Ông nói tối lâu lâu bắn vài tiếng súng để cho con cọp nó sợ. Ông nói khi bắn phải báo trước để khỏi lộn chạm địch. Có một hôm, hắn dắt lính đi tuần về phía núi thì nghe mùi thúi xông lên, giống như có con vật hay người bị chết. Lần theo mùi thúi, hắn và lính thấy một con bò bị cọp ăn thịt còn dang dở. Trung sĩ Thành Sẹo nói như vậy là có cách giết cọp rồi. Ông nói cọp ăn thịt bò không hết, thường đi lại ăn lần nữa. Nghe thế bọn hắn gài mìn Claymore và vài chục trái lựu đạn gần con bò chết. Nếu con cọp lại ăn bò chết lần nữa, chỉ cần vướng mìn hay lựu đạn nổ tung ra là con cọp sẽ dính máu ngay. Quả nhiên, tối hôm đó, cả đại đội nghe tiếng nổ vang dội của lựu đạn và mìn. Cả bọn biết là cọp trúng mìn rồi, nhưng vì trời tối không có ai dám đi tới chỗ con bò nên phải chờ đến sáng. Sáng sớm, hắn dắt trung đội đi kiểm soát. Quả nhiên thấy con cọp bị thương nằm gần đó nhưng chưa chết, vì bốn chân của nó và thân mình đều trúng miệng
nên con cọp không nhảy trốn được. Trung sĩ Thành Sẹo dùng súng M16 nã vài viên vào đầu cọp làm nó chết luôn. Hắn bảo thằng Tà Lọt lấy cái nanh cọp và hai móng cọp cho hắn. Hắn cất trong ba lô, định khi nào về phép Sài Gòn sẽ làm đồ trang sức cho con hắn đeo. Ngay trong ngày đó, Tiểu Khu biết đại đội hắn giết được con cọp. Đại tá Tiểu Khu trưởng cho xe GMC vào vùng mật khu, chở xác cọp về Tiểu Khu. Đời chó đểu thiệt. Lính bị bệnh gần chết thì khiêng ra tận quốc lộ 1 mới có tải thương. Còn cọp chết thì có nguyên chiếc GMC vô mật khu chở xác cọp. Trên đường chở xác cọp về Tiểu Khu, lính cứ nghe hai bên hông rừng tiếng con cọp cái chạy theo róng cả ùm hoài, làm toán lính sợ thấy mẹ. Ở rừng gần 2 tháng thì hắn được đại úy cho 2 ngày phép miệng ra tỉnh chơi. Hắn bảo một tiểu đội mở đường theo hắn ra gần quán thẻ, rồi hắn đón xe đò vào thành phố. Tới Tiểu Khu lân tân đi bộ thì thấy hai tên sĩ quan mang phù hiệu Thần Long, bản tên cùng khóa với hắn. Hóa ra thằng Ước, thằng Linh cùng ở chung tiểu đoàn 337 Thần Long ở Sông Pha. Cả bọn vào cà phê hương của Trung tá Tham mưu trưởng Tiểu Khu uống cà phê. Hắn thấy quán toàn là sĩ quan và quán đối diện là của Trung tá Tiểu Khu Phó, cũng đông khách lắm, và toàn là sĩ quan Tiểu Khu. Hóa ra là hai phe. Nhưng quán cà phê hương thì có 3 cô con gái của Trung tá. Cô Hương chỉ lớn 19 tuổi, mới cập bồ với chuẩn úy Minh đại đội hắn. Cô thứ hai 18 tuổi thì cập bồ với chuẩn úy Phước, tiểu đoàn Thần Hổ 231. Còn cô Úc là tên Tâm, 17 tuổi thì chuẩn úy Dũng khóa 2 năm 1973 thuộc đại đội hắn muốn tán cô nàng, nhưng cô nàng chưa chịu. Ngồi nói chuyện thì thằng Ước nói cùng khóa có mấy thằng về đại đội đóng ở phi trường như Quý 35, Duy Minh 32. Cả bọn đều ở xa nhà nên uống cà phê ban ngày, tối thì nhậu tại quán, xong thì về khách sạn Kim Sơn ngủ. Chiều ngày hôm sau, hắn đón xe đò về quán thẻ vô rừng tiếp. Còn bọn thằng Ước, Linh thì đón xe đò về Sông Pha. Đó là lần đầu tiên hắn được đi phép. Về tới trung đội, nằm trên võng hắn cứ nghĩ về cà phê hương. Phải nói cà phê ngon thiệt, nhạc cũng hay và dàn âm ly thì hết sảy, không thua gì những quán nhạc Sài Gòn. Hắn thấy hình như cô bé Tâm 17 tuổi có vẻ thích hắn. Đang nghĩ lung tung thì có lệnh hành quân khẩn cấp, đi phục kích ở làng chài Thái An. Có xe sẽ chở xuống duyên đoàn 27 và đổ bộ 3 giờ sáng. Vì có tin mật báo du kích Việt Cộng về thu thuế và kiếm lương thực thêm. Xe đổ trung đội hắn xuống duyên đoàn 23 vào nửa đêm theo kế hoạch. Trung đội hắn lên hải thuyền vào lúc 1 giờ sáng, tới điểm đổ quân là 3 giờ. Phục kích là 4 giờ, nhưng kế hoạch bị trật đường rầy. Vì hải thuyền chở trung đội hắn tới điểm hẹn là 5 giờ sáng thì sáng như ngày vì mặt trời mọc. Tới nơi hắn cho tiểu đội 1 đổ trước. Tàu vừa tiến vào bãi cát, lính vừa nhảy xuống nước lội vô bờ thì bị CKC súng bắn xẻ từ trên núi bắn xuống, làm toán trung sĩ Lượm bị thương 3 mạng. Bị bắn nên hải thuyền liền lui thuyền ra biển lại. Trưởng toán hải thuyền, trung sĩ hải quân hỏi ý hắn tính sao. Hắn nói trên 2 chiếc hải thuyền có 4 khẩu đại liên 50. Hắn nhờ hải quân đổ bộ vào bờ biển lần nữa, và trong lúc 2 tiểu đội còn lại đổ bộ thì hải quân cứ dùng súng đại liên bắn vào đỉnh núi phía CKC vừa bắn, để bọn hắn đổ bộ. Trong lúc đó, súng đại liên mặc dù không thấy rõ Việt Cộng, nhưng hải quân họ vẫn bắn về phía đỉnh núi như mưa rào. Nhờ vậy, toán đổ bộ sâu vào bờ an toàn.
Vào tới bờ xong thì tàu hải quân lui ra và quay về duyên đoàn 27 luôn. Còn trung đội hắn thì đổ quân vào rừng dừa gần làng. Hắn bảo y tá Năm băng bó vết thương cho ba người lính của toán trung sĩ Lượm. Họ chỉ bị thương nhẹ ở tay và chân. Một người không đi được phải làm cán khiêng. Rồi hắn gọi máy báo cáo tình trạng tổn thương cho đại úy Kỳ. Hắn bảo trung sĩ Lượm ở lại cùng tiểu đội xuống đầu tiên. Còn hắn dắt hai tiểu đội còn lại lên núi lục soát. Lục soát gần 2 giờ nhưng không thấy Việt Cộng. Hắn bảo binh sĩ nấu ăn rồi nằm chờ ở đó gần tối rồi di chuyển. Hắn gọi máy báo cáo xin lệnh rút quân, bỏ cuộc phục kích vì bị lộ rồi. Đại úy Kỳ bảo hắn cứ dàn quân ở đó chờ ổng hỏi lại chiến đoàn 1 của thiếu tá Quang coi làm sao. Hắn đợi gần nửa tiếng thì có lệnh cho rút bằng đường bộ về Bỉnh Nghĩa. Sáng ra sẽ có quân xa trở về quán thẻ lại. Rút về Bỉnh Nghĩa là con đường gần nhất cỡ 10 km. Gần 8 giờ tối hắn mới cho lệnh trung đội rút, vì rút ban ngày sẽ bị bắn xẻ vì phải qua một bãi biển bằng cát. Không có nhà cửa và cây cối để ẩn núp. Lúc trung đội hắn rút về thì trời lại mưa tầm tã, làm cho bọn hắn đã cực, mệt nhọc lại mệt nhoài thêm. Đất cát ngấm mưa bám vào thân thể bọn hắn. Không có áo mưa, thầy trò lầm lũi đi như những bóng ma trong đêm. Sao tàn thương quá. Ai bảo lính địa phương quân và nghĩa quân là sướng. Đi bộ gần 2 giờ sáng mới về tới Bỉnh Nghĩa. Khi rút về bằng đường bộ, hắn phải liên lạc bằng máy PRC-25, liên lạc các đơn vị bạn. Báo cáo trung đội hắn sẽ di chuyển qua vùng họ, nếu có gài mìn bẫy làm ơn gỡ ra. Nếu không báo cáo như vậy, đơn vị bạn cứ tưởng Việt Cộng di chuyển mà gọi pháo binh hay họ bắn nhầm là bỏ mè cả đám, chết lãng xẹt. Hắn dắt trung đội đi về qua bãi biển cát giống như là đi trên sa mạc Sahara. Bà mẹ nó, hành quân gì mà không tiên liệu bao lâu tới nơi, gió thổi ngược tàu đi sẽ chậm. 3 giờ sáng trời vẫn tối, và 5 giờ sáng trên biển khác nhau, sáng trưng như ban ngày, may là bị thương có ba mạng. Nếu bị chết, vụ này mới lãng xẹt. Đã vậy vụ lội bộ mới là khốn nạn. Đi mệt bỏ mẹ, đi được 5 km. Hắn thấy cây M16 và 2 cấp số đạn và 10 trái lựu đạn cá nhân sao nặng quá trời luôn. Nếu có ai từng đi trên cát cỡ 10 cây số, họ sẽ thấy cặp giò của họ rời thân thể họ như trung đội hắn vậy. Giờ này nghĩ lại mà tôi còn thấy oải.